Xin chào các em, trong video này chúng ta sẽ tới phần 40 câu dễ của đề giới thiệu 2 lần cho lớp 12 nha. Còn cái video trước nó có một cái tai nạn là cái mic của thầy nó bị hư, cho nên thầy đã cố gắng thì thay cái mic khác để quay, hy vọng rằng là cái mic này nó sẽ tốt hơn và các em có một cái chất lượng âm thanh có thể dễ nghe hơn. Về cái video trước thầy xin lỗi vì cái chuyện mà cái âm thanh hơi tệ. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu. Thầy sẽ lội những câu này đã giải ra nha. Những cái câu ở video trước, ví dụ như câu 2 sẽ lội ra nè. Lội ra một vài câu nữa đi. Lội câu 7 này. Lội ra câu 10. Lội câu 15. Lội câu 7. Rồi câu 28. Rồi câu 27. Rồi câu 32. Rồi câu 39. Cuối cùng là câu 42. Ok, 10 câu. Thì thầy thấy ngay cả mấy câu dễ cũng, thực ra mấy câu dễ này á, mấy em cũng phải tính toán khá là nhiều. Theo này là mấy em cũng phải tính toán là nhiều. Nếu là đề thì này thì làm á, thì thầy nghĩ á là kịp thời gian, nhưng mà thầy cảm thấy là đề này những cái câu dễ vẫn còn phải tính toán nhiều thì cảm thấy gì thôi. Và nếu thầy là tác giả của đề này á, thầy sẽ phân loại một cách rõ ràng là những câu mà dễ thì sẽ phân bổ kiến thức làm sao cho mấy bạn không có tính nhiều, mà làm cái mục đích của cái kỳ thi là để đánh giá coi các bạn có hiểu kiến thức này không. Và thầy nghĩ là không có nên cái kiểu như là cái câu dễ mà cho nó quá chồng chéo kiến thức với nhau. Thầy nói ví dụ như cái câu này thôi, đó là cái câu 13 thôi. Thầy nghĩ là kiểu câu 13 là phải chia thành 3 câu chứ, mà là chia ít nhất cũng thành 2 câu. Nếu mà cho giống như câu 13 đó thì các em sẽ tốn, thứ nhất là để anh em phát hiện được cái điều đặc biệt đó thì tốn thời gian em. Thứ hai, nếu không dễ hay đặc biệt, em phải giải theo việc tìm tọa độ hình chiếu của tìm được đối xứng, xong rồi cái đối xứng để có trung điểm. Tức là cái này là hỏi ba cái luôn, đầu tiên là hỏi đối xứng, tiếp theo là hỏi chung công thức trung điểm, công thức trung điểm xong rồi hỏi công thức diện tích. Thì quan điểm của thầy là những bài như thế này thì nên chia làm là ba, tại vì bản thân cái câu này được xếp vô câu không phải là vận dụng thấp đâu bạn. Tại vì tôi đã phân biệt 5 câu vận dụng với 5 câu vận dụng cao ở dưới rồi. Điều này có nghĩa là câu này mới nằm những câu không hiểu, tức là cái câu mà phải tính toán, mà cái này hay đánh giá hơi dài, bản thân này thấy là hơi dài. Đó là cái nhận định chủ quan của thầy thôi, riêng thầy thì quan điểm vẫn ủng hộ tác giả, thì tác giả ra đề thì khá hay. Quan điểm của thầy đó là một cái nhận định chủ quan, là ví dụ như cái khung thiết kế thì không nên cho vậy, vẫn ủng hộ người tác giả cho cái đề này. Theo đánh giá người này rất là hay, cho đề khá là sáng tạo. Đấy, không? Thật ra đề này là có lúc mà thầy đọc đó, có hai câu thầy thấy ngồi sự là khoảng 5 tới 10 phút giải nha, chứ không phải là tự nhiên đọc nó biết liền đâu. Cho nên thầy đánh giá đề này có chất lượng chuyên môn khá cao. Rồi, ok, giờ bắt đầu giải nha. Câu số 1 tính vectơ MN, xong em lấy cái này có hướng là ra được vectơ thấp tuyến ở kia. Cái dạng này quen rồi phải không? Đó, ngay cả cái dạng này mấy em cũng phải tốn cái thời gian để tính thôi. 2, 3 là 3, 3, 1 trừ 2, 1, 2 là trừ 1. Cho nên 3x trừ 2y trừ z cộng d bằng 0. Thế điểm M ở đây là 6 trừ 2 cộng 1 cộng d bằng 0, cho nên d là trừ 5 đi. Một câu d. Ok, câu 3 điểm nào không thuộc kiểm tra coi cái nào không thuộc là câu c nha. Câu số 4 lấy cái trên thì cái dưới, cái trên là cái này đúng không, cái cung này là trừ 2x bình cộng 2x cộng 8, còn cái cung ở dưới là x mũ 3 trừ 3x cộng 2, lấy trên trừ dưới là ra trừ x mũ 3 phải không? C. Câu 5 này hình như có một câu bị trùng trong cái lời giải của thầy trong video trước, em thử coi nha.
C câu này thấy không có gì để giải luôn. Câu 6, mặt phẳng nào vuông góc thì mấy em lấy cái bộ phát tuyến mấy em nhân vô, có cái nào bằng không thì nó vuông góc thôi. Câu này là câu A. Câu A đúng. Mấy câu rồi là sai. Câu số 8. Tính góc hợp bởi hai vectơ tích vô hướng chia tích độ dài. Cái này đúng rồi, 135. Nhiều bạn hỏi thầy thì ở tại sao không ra 45? Trong khi đó sao công thức tính góc là có chuyện đó. Trời ơi, mấy ông bị nhầm rồi ông nội. Góc giữa hai mặt phẳng và là hai đường thẳng mới có chuyện đó. Còn cái này là góc giữa hai vectơ, không có chuyện đó đâu. Góc giữa hai vectơ nó ra 180 độ là chuyện bình thường. Cho nên cái này 135 độ vẫn đúng mà. Đúng nè, người ta hỏi nhân góc giữa hai vectơ mà. Câu 9, tiếp xúc. Tiếp xúc có nghĩa là khoảng cách từ tâm tới mặt phẳng này phải bằng g. Tính đi, mình tính là g bằng 3 nha, mấy em tự tính nha. Thế cái tọa độ này vô đây nè, xong mình chia để độ dài phát tuyến là cả 3, cho nên bán là b. Câu số 11 mình đề sai là b. Câu 12 này mình dễ tay đi, x bình trừ 4x thế cộng 0 tới b, thế b là b bình trừ 4b bằng 0, giải ra hoặc b bằng 0 hoặc b bằng 4 b. Câu 13 là tìm đối xứng mà. B là điểm đối xứng với A qua mặt OXY, C là điểm đối xứng với B qua góc tọa độ O. Giải ra cái đi. Điểm A nó nằm trên đây đúng không? Thì từ đây đối xứng xuống đây là điểm B đúng không? C là điểm đối xứng với B qua góc tọa độ O. O ví dụ ở đây đi, đối xứng đây như vậy cái tam giác bản thân mình nghĩ tam giác OAB nó phải là tam giác vuông vẻ A, tam giác vuông vẻ A, cho nên thực ra là mình chỉ cần tính độ dài AC, độ dài AB, cái mình tính diện tích là 1/2 tích hình trạng góc vuông luôn, hoặc là chúng ta có thể dùng cái công thức là 1/2 độ dài cái có hướng các em muốn làm như nào. Bây giờ tạm thời là mình tìm điểm B cái đi. B là điểm đối xứng với A qua OXY là khuyết giác đúng không? Là 1, 2, trừ 3. Rồi cái điểm C là đối xứng với qua góc tọa độ O, tức là C là bằng 2 O trừ B, bằng trừ B luôn. Trừ 1, trừ 2, 3. Ok, giờ mình tính độ dài AB đi. Độ dài AB là căn của 6, 6, 6. Độ dài AC là 2 bình 4 bình, căn 2 bình cộng 4 bình. Hai căn 5 nè. Cho nên là ra diện tích là 1/2 nhân 6 nhân 2 căn 5 là 6 căn 5 của B. Thầy nói lại là nếu em không phát hiện được chuyện này á thì các em đi tính vectơ AB đi tính vectơ AC, xong em lấy con hướng rồi em xài cái công thức tính diện tích bằng 1/2 độ dài các con hướng cũng đúng các em ạ. Đúng rồi. Còn nếu em phát hiện ok, tạm giác này vuông thì cũng vuông thôi. Tùy vào việc phát hiện của em. Câu 14 sẽ định nghĩa phân đúng không? F4 là tích phân 14 cộng F10 là 17. Rồi câu B. Câu 16. Tìm điểm A sao cho 3 điểm thẳng hàng. Vậy mấy em tính vectơ AB đi. Vectơ AB là 2 trừ A. Rồi 3 vectơ AC, em chỉ cần quan tâm một cặp thôi, cặp kia chắc chắn sẽ đúng rồi, là 7 trừ A rồi 6, như vậy là 2 trừ A chia 7 trừ A bằng 0,5 đúng không? Cho nên A còn xếp sau này đó là 9 sau đó. Trừ 3 A trừ 3 là có A các em. Câu 7 thì giải các em rồi đúng không? Câu 7 thì rồi. Câu 18 khoảng cách theo phẳng là đưa cái này về cùng độ dài pháp thì cái này là 5. Cái này là 10 trừ 5 10 phải không? Thì cái này là 10 trừ 5 10, còn cái này là ra nhân cho 5 là 15. Như vậy khoảng cách là 15 trừ cho 2 là đúng không nào? Khoảng cách là D trừ D phẩy
chia căn A bình của mình của mình D trên phẩy là hai cái hệ số D đó. Căn 10 bình, 5 bình, 10 bình. Rồi, bấm 13 chia căn 10 bình, 5 bình, 10 bình đó. 13 phần 15 có A. Câu 19 bán kính. Câu này khó tính luôn. Ra đi 1. Câu này gặp hoài mà. 20 nguyên hàm là B. 21 nữa này là cho F lớn thì F nhỏ nha. Thì đạo hàm F lớn F nhỏ này, tức là đạo hàm gì hỏi. C. 22 tìm nào phải là điểm đối xứng qua chụp OE. Thực sự đáng lẽ là dụ như đã cho câu 22 rồi là không có nên cho cái kiểu như câu câu 13. Mà đáng lẽ thời ra câu 13 là thôi người ta cho tọa độ ABC kia tính diện tích ABC đi. Là phải nhắc lại cái thức đối xứng cái nữa là bị trùng lặp đó chứ, thì nó là không nên vậy, nó bị trùng lặp. Bản thân thầy không có đồng ý được cho vậy. Nên thầy là ngay cả bộ giáo dục khi mà thiết kế đề nghị họ cũng sẽ bị phê bình rất là nhiều. Câu này là đối xứng mà quen không? Tức là khuyết x với z thì đổi dấu x z thôi. Là trừ 4, 2, 1. Các bạn làm đúng rồi. Câu 13. Mặt phẳng này là song song với OXY. Bởi vì OXY là z bằng 0. Thì cái này là z bằng 1 phần 2 thì hai này song song nhau. Câu 24. Nữa là hồi nãy đối xứng với cái hình chiếu không? Nhưng mà lúc này lấy hình chiếu xong rồi mới viết mặt kim trực. Ok. Lấy hình chiếu xong với OX chung trực là lấy OX nên là 200 còn N là 030. Tức là cái bài 24 này là 2 trong 1. Vừa hỏi các em kiến thức hình chiếu rồi vừa chung trực. Đúng rất tầm rồi. Trừ 2, 3, 0. Trừ 2, Y. Trừ 2, X. Trừ 2, X cộng 3, Y đúng không? À chụp con xét cho mấy chụp vui về cái này một à thì là trừ 2 x cộng z cộng d bằng 0 trừ 2 x cộng z cộng d bằng 0 thì d cái đi lấy điểm này vô d bằng trừ 1 tức là trừ 2 x cộng z trừ 1 bằng 0 nhân cho trừ 2 nữa là 4 x trừ 2 z cộng 2 bằng 0. Đó. Đó. Mình lộn gì đó. À. Trừ 2, 0, 1, luôn thì chúng ta không. Để con lộn cái nào đi. À, tôi quên, tôi phải lấy điểm chung điểm nha anh em. Chung điểm hoặc chung cho mấy chung điểm rồi như thế này rồi chỉ 1 phần 2 mới đúng. Ok tức là sẽ nhân cho 2 chung trừ 2 là 4 x trừ 2 z cộng 1 bằng 0 4 phần 2 4 mấy trừ 2 z cho mấy trừ 2 đúng cha có sai gì không trừ mấy cộng z cộng d thì thế cái này không à quên tôi phải cái số 1 như này nữa. Bị nhầm ngay chỗ hết y thôi mấy em ơi. Trừ 2 cộng 1 phần 2 cộng d bằng 0. Tức là d ra là bằng 3 phần 2. Cho nên là câu C. 4x trừ 2 z cộng 3 bằng 0. Cộng 3 trừ 3 ta ghi lại cái đi. Trừ 2x cộng z cộng 3 phần 2 bằng 0. Nhưng hay với cho trừ 2 là 4x trừ cho 2 z trừ 3 bằng 0. Điểm chính xác đúng không? Điểm có nghĩa là trong quá trình mình tính toán nhiều mình có thể gấp bị nhầm cái gì đó.
nhất là tự nhiên cái người ta cho không không rất là nhiều nha, đúng là người ta cho không không nhiều. Câu 25 em có thể kiện luôn, câu này nó có trong sách giáo khoa cơ bản không? Câu này là chương trình giảng dạy giải thích nâng cao về mặt nguyên tắc là không có được xem cho trong cái sách cơ bản mà em với em chỉ được học cái quay của ít thôi, trong cái sách giáo khoa của mình em không có học cái này luôn. Trong sách giáo khoa thì nhớ sách giáo khoa cơ bản người ta không biết cái này, nhưng mà thầy không biết thầy có nhầm lẫn không, không biết thầy có bị lún lẫn không, hy vọng là thầy bị lún lẫn chứ không thôi là mấy em có thể bị tranh cãi chuyện này nữa, là liệu rằng có nên cho hai cái hàm ấy bình phương trừ nhau không. Nhưng mà hồi ra bài này dễ mấy em, bài này mấy em thầy đã dạy mấy em mất rồi, này cũng có gì để đáng để tranh cãi với Mỹ, thì đang nói là trong chương trình giáo khoa người ta không có đề cập đến cái này, mà Hoàng sẽ dẫn sách giáo khoa lên coi lại. Ra hai nghiệm là chiều 1 với 2 đúng không? Như vậy là tích phân nó phải đi từ chiều 1 tới 2 của hai cái này bình phương với y. Thầy không để chuyện đó nhưng mà một hồi thầy đảo lại dấu dương dương nha. Đúng không? Cái này công thức phải có tuyệt đối. Hai trăm tám mươi tám năm rồi, 26 tổng trọng tâm là ba cái tổng chia ba đúng không? Này chia ba là hai, này chia ba là không, này chia ba là ba, 29 ICK thì 1 2 thì 3 30 lấy vi phong đi, dx bằng 2 cos t dt. Bây giờ cái này thế là 2 cos t dt chia cho cái này căn của 4 trừ 4 cos bình là ra 2 cos t dt luôn, cho nên là câu D. Mấy em tự đổi cận nha, tự đổi cận 31 diện tích hình phẳng giới hạn như thế này thì bấm máy thôi, nhưng mà nhớ để tuyệt đối không bị sai nha, tại tuyệt đối nó mới xét dấu cho em. Hai phẩy sáu 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 đã ông ba, câu 33 tính này tách ra cái này là 5 cộng tích phân không bi chia 2 của 2 sin đúng không? Đây là 5 trừ 2 cos lấy cộng không bi chia 2. Câu 34 tìm 2 vectơ là 2bq trừ qg là 2q trừ 2b trừ cho g trừ q. Bỏ nghe nhập cho thôi. 2q là 2a trừ 2b 2b trừ cho g là trừ c trừ q, hồi nãy q là b đúng không, là a. Ủa q là q không, q là b, q là a, xin lỗi, có nghĩa là mình định nghĩa thằng này là chữ a trong máy của mình, còn thằng này là chữ b, còn này chữ c thôi, mình định hình khó tính đó, đừng để bị lộn nha anh em. Vậy mình call là gì trước, mình con là quy, nó hỏi a mình nhập quy có nghĩa thứ tự mình nhập là một nè, hai nè, ba nè, đứng đi nhập nha, nhập quy trước 2 1 0 nhập ra 4 có không, có là câu a luôn. Câu 35 tính chất có hàm lẻ không em, tính chất hàm lẻ như này hoặc là các em thế một cái hàm lẻ cho nó cũng ra không, tính chất hàm lẻ tính như này nè, đó như này này cộng cái trừ đúng không, cái này ví dụ như trừ 2024 cộng mình tới 2024 hai này cộng nhau giết nhau rồi không 36. Bài này em phải phải không thì tôi nghi ngờ đúng không em, để ai thấy gì nhiều phải phần 3 14 8 phần 3 xem. Rồi. Như là cái này 15 phần 3 là 5 trừ 4 là 1. Trời đất ơi nó sai luôn.
rồi 15 3 là 5, 5 trừ 4 là 1 trừ 1. 37 tao bắt tiếng là 1 0 trừ 2 qua 38. Bài này các em phải chia ra hết nha, chia hết những điện thoại x bình cộng 2x cộng 3 đem chia x cộng 1, x bình chia x còn x này nhân vô là trừ x bình trừ x, cái này cộng lại cho x cộng 3, x chia x cái nữa cộng 1, 1 những này là trừ x trừ 1, vậy là dư 2 đúng không? Như vậy cái tích phân này nó ra là nguyên hàm x cộng 1 cộng 2 trừ x cộng 1. Ok, và cái này ra x bình chia 2 cộng x cộng cho 2 log. Cho nên mình có A bằng 1 phần 2, B bằng 1, C bằng 2. 2A là 1, trừ 3B là trừ 3, cộng 5C là cộng 10. Thì là 10 trừ 3 là 7, cộng 1 là 8, D. Ok, 40 lý thuyết thôi, C. 41, tính diện tích giới hạn bởi cái này với cái tiếp tuyến đúng không? Vậy thì em phải đi tìm cái tiếếp tuyến và tính tiếp. Đạo hàm của cái này là trừ 3x bình cộng 2, tính đạo hàm tại 2 là ra trừ 10, tính y tại 2 là ra 0, suy ra tiếp tuyến là y bằng k nhân x trừ x 0 cộng y 0 rồi bằng k là trừ 10 đó, nhân x trừ x 0 là trừ 2 là bằng trừ 10x cộng 20 các em. Như vậy là bây giờ em quay lại em tính diện tích giới hạn bởi hai cái đường cong này thôi. Quay trở lại một cái bài mà em đã từng biết là cho hai này bằng nhau, trừ x mũ 3 cộng 2x cộng 4 bằng trừ 10x cộng 10, đổi ra là trừ x mũ 3 cộng 12x trừ 6 bằng 0. Trừ x mũ 3 cộng 12x trừ 6. Oh my god, thì mới lộn đầu đó anh em. Như thế nào ta? 12x 20, cái này nhân 20 với 10, 20 20 nghĩa là trừ 16 thôi. Trừ 42. Như vậy diện tích là đi từ trừ 4 tới 2 của nguyên cái này. Không cần quan tâm đến y bằng 0, x bằng 0 luôn. Trừ x mũ 3 cộng 12x trừ 16 cộng đi từ trừ 4 tới 2. Ok. 208. D. 42 giải xong rồi. Cái này mấy em tự bấm máy ha, dạ nhiều người ta. Câu 44 là không có B. 45 bấm máy của D. 46 cũng chỉnh trắng của D. 47. 19 trừ 49 là ra 14 mà nhân thêm 3 đúng không? Vậy là 5 trừ 3 nhân 2. 5 trừ 3 nhân 2 là 6. Là câu C, chọn câu C nó án nè. 48D lý thuyết, 49B lý thuyết, 50 dài là căn 2 bình cộng 3 bình cộng 3 bình phải căn 2 cộng 4 cộng 9 Ok, thì là xong 40 câu. Rồi, nói chung là chúc các em học tốt. Có gì khó khăn nữa thì vô lớp mình nói chuyện với nhau. Mình phải hướng dẫn thêm những em. Bye bye.